Theo bản ký kết hợp tác, công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính và trở thành đơn vị tiếp thị độc quyền cho dự án Tân Hương Tower. Đây là dự án vốn dĩ đã được ngưng thi công hơn 1 năm nay do khó khăn về nguồn vốn. Với sự hợp tác này thì 190 căn hộ còn lại của dự án sẽ được chào bán ra thị trường. Mức giá chào bán mới của những căn hộ này là 12,5 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với mức giá bán ban đầu. Sự hợp tác này nhằm giải phóng hàng tồn kho, đồng thời tạo ra những sản phẩm có giá hấp dẫn, tăng tính thanh khoản cho thị trường bất động sản. Để thu hút khách hàng, công ty cũng đã đưa ra chương trình thanh toán linh hoạt, chỉ thanh toán ban đầu 20%, số còn lại sẽ được ngân hàng An Bình cho vay với lãi suất thấp. Dự án Tân Hương Tower được xây dựng trên diện tích 46.000m2, diện tích khuôn viên rộng 6.345m2, diện tích xây dựng là 3.106m2. Dự án có mật độ xây dựng thấp, chỉ 49,3%, hệ số sử dụng đất là 6,5. Đặc biệt, diện tích của căn hộ và giá bán của dự án nằm trong tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước cho vay trong gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, theo thông tư 07 của Bộ Xây dựng và thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước.